Nghệ sĩ Duy Thanh qua đời sau gần 5 năm chống chọi với ung thư. Nghệ sĩ Duy Thanh sinh năm 1957, ông xuất thân là một diễn viên sân khấu. Năm 1978, ông đầu quân cho nhà hát tuổi trẻ và bắt đầu nghiệp diễn từ đây. Sinh thời, nghệ sĩ Duy Thanh rất thành công với các vai phản diện trong hàng loạt phim truyền hình như Săn bắt cướp, Ngọn đèn trong mơ, Tráng sĩ Bồ Đề, Đất và người, Khi đàn chim trở về, Chạy án, chạm tay vào nỗi nhớ, lựa chọn cuối cùng. Giữa năm 2012, ông đang làm phim đam mê trong thành phố Hồ Chí Minh thì bị tai nạn xe máy. Tai nạn nhẹ nhưng ông quyết định kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi lên đường đóng phim bí mật Tam giác vàng. Kết quả xét nghiệm chụp chiếu cho thấy ông có một khối u ác tính trong phổi. Từ đó Duy Thanh bước vào hành trình lâu dài chiến đấu với căn bệnh. Trước đây, nghệ sĩ Duy Thanh từng bày tỏ nguyện vọng được hiến xác cho khoa học. Tôi đã tham khảo và đề nghị ý kiến của mình với bệnh viện, nhưng các bác sĩ bảo cũng khó vì thân thể của tôi không còn lành lặn. Tôi chỉ còn một bên phổi, trong trường hợp không được hiến xác, tôi muốn được hỏa thiêu. Về trò cốt, tôi mong gia đình mang tới cục mốc biên giới số 92, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và rắc xuống đó, ông cho biết. Gần 5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, ông vừa điều trị vừa tiếp tục những vai diễn của mình. Nghệ sĩ Duy Thanh chia sẻ, ông còn nhiều điều mong muốn tuy chưa hoàn thành nhưng không hối tiếc